thiết kế Rubik siêu gấp gọn của giường gấp đa năng AD. Đó, mở ra này, rất nhỏ xinh. Cái này là 35cm nha, hình vuông ạ. Kéo ra rất dễ dàng này. Có nhiều màu, mà toàn là màu xinh luôn. Cái này mà để phòng khách, rất là đẹp. Mình xem này. Cái phần mặt ghế là bọc da nha mọi người, rất dễ vệ sinh. Chỉ cần một cái khăn mềm lau nhẹ là được. Phần chân ghế thì làm bằng sắt, sơn tĩnh điện, chống rỉ sét nhá. Rất xinh, nhưng mà chắc chắn nha, siêu chắc. Đây là phần bánh xe này, di chuyển dễ dàng. Đây là cái phần lót chân. Đó. Rồi thì xếp vào nha. Cái này thiết kế rất thông minh, nó đã đánh số sẵn ở phần đáy của ghế rồi. Mọi người chỉ cần xếp theo cái số thứ tự đấy là được, thì nó sẽ khớp. Rất là nhanh ạ, siêu gọn luôn. Cái này thì đa năng nhiều công dụng, có thể làm ghế ngồi, ghế ăn, ghế đôn để đồ hay là ghế trang trí.